Bộ phim Không Nói Lời Tạm Biệt do Nhậm Gia Luân, Trương Quân Ninh thủ vai chính dự kiến chiếu xong Đài Đông Phương và Chiết Giang vào tháng 9, nếu sớm hơn có thể chiếu vào tháng 8. Angela Baby đăng hình ảnh trên Instagram kèm caption, nói thật có hơi thất vọng. Phan Vĩ Bách bình luận hỏi nguyên nhân thì Angela Baby có trả lời là, một lời khó nói hết. Mấy ngày trước, phòng làm việc của Angela Baby đăng tải thông tin lịch trình làm việc tháng 7, trong đó thì có lịch trình sẽ tham gia đêm chung kết Sáng Tạo Doanh 2020, thế nhưng đến ngày hôm qua thì đột nhiên tuyên bố hủy. Hai năm nay, sự nghiệp của Angela Baby trì trệ không có tiến triển khiến một số ít fan sự nghiệp không hài lòng với điều này. Họ cho rằng con trai Tiểu Hải Miên đã kéo chân cô ấy cho nên đã công kích Angela Baby, thậm chí còn có những lời nói nhục mạ đến Tiểu Hải Miên. Vương Tuấn Khải sẽ công bố bài hát mới vào tháng này. Trong tập mới đây của Hướng Về Cuộc Sống, Ngô Hân tâm sự việc mình bị Đỗ Hoa phê bình không hòa nhập được với mọi người ở Tỷ Tỷ Đạp Sóng Rẽ Gió, dù cô rất được lòng các chị em vì tài ăn nói và kinh nghiệm làm MC lâu năm. Đoạn phê bình đó khi lên sóng còn bị cắt mất, Hà Cảnh tỏ thái độ không hài lòng, vừa an ủi Ngô Hân vừa gián tiếp gửi lời đến Đỗ Hoa, hòa nhập hả cô đi mà thử. Sâu đồ chơi trào lưu của con người ở nơi nào, Ngô Dược Phàm, Ngô Kiến Hào, Lý Sán Sâm dự kiến chiếu vào ngày 26 tháng 7. Cựu thành viên AOA Mina kể lại những lần bị khiển trách, vất vả và gánh nặng tâm lý vì Jimin trong suốt quãng thời gian 10 năm. Cô tiết lộ, đến cuối cùng tôi đã nốc 200 viên thuốc ngủ vì chị và tôi ngã xuống rồi không nhớ gì cả. Tôi viết tên chị trên tờ A4 và ghi con xin lỗi mẹ. Bìa tạp chí Cosmo Kim cử tháng 9, Ngô Dược Phàm, anh còn là người phát ngôn giày Skechers. Loạt hình ảnh hôm nay của Triệu Lệ Dĩnh là do cùng một đoàn đội chụp bộ ảnh của Dương Mịch cho nên độ tương đồng rất cao. Có cư dân mạng nói Triệu Lệ Dĩnh cos copy Dương Mịch tạo hình giống, trang điểm cũng giống. Weibo, một nhãn hàng mà Dương Mịch làm đại diện, có like một bài đăng bắt chước hóa trang Dương Mịch, nghi ngờ là nói hóa trang lần này của Triệu Lệ Dĩnh bắt chước Dương Mịch. Vương Nhất Bác có bìa tạp chí Harper Bazaar, cậu đã thỏa thuận gần xong tài nguyên phim dâng tặng Đảng Trung Quốc, phòng làm việc cá nhân của cậu đã sắp xếp xong, chờ công bố. Nữ rapper đăng bức ảnh màu đen lên Insta cá nhân, tôi không thể viết mọi thứ trong một đoạn văn ngắn, nhưng tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không đủ tốt để lãnh đạo nhóm. Trong thời gian chúng tôi ở cùng nhau, tôi cảm thấy hối tiếc và tội lỗi, và tôi không hiểu cô ấy nhiều, tôi cũng không quan tâm kỹ đến cô ấy. Hôm qua tôi đã khóc và cầu xin, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ không thể dễ dàng giải quyết cảm xúc của Mina về tôi khi tôi còn trẻ. Sống ở độ tuổi 20, nghĩ rằng nhóm của tôi chỉ nên thể hiện những điều tốt đẹp cho staff và thế giới bên ngoài, nhưng tôi nghĩ điều đó không đủ để tôi dẫn dắt đội. Xin lỗi vì đã viết chiếc story tiểu thuyết mà không mảy may suy nghĩ, và hơn hết tôi xin lỗi vì đã gây nên rất nhiều áp lực cho các thành viên trong nhóm. Baby vì tham gia trận chung kết Sáng Tạo Doanh 2020, Hương Trinh Vũ sẽ tham gia trận chung kết Sáng Tạo Doanh 2020 bằng cách thức đặc biệt. Kết quả bầu chọn leader của PSE9 do các thành viên bỏ phiếu, cụ thể An Kỳ 3 phiếu, Không Biết Như An Kỳ, Như Vũ Hân bầu Như Vũ Hân, 2 phiếu Hứa Giai Kỳ, Như Vũ Hân bầu Tạ Khả Dần, 2 phiếu Triệu Tiểu Đường, Tạ Khả Dần bầu Dự Môn, 1 phiếu Lục Khai Nguyên bầu Dự Môn bỏ phiếu trắng. Phim chống dịch người đi ngược chiều đẹp nhất, Chu Nhất Long, Mã Thiên Vũ, Trần Sổ Tiêu Chiến, Hồ Ca cùng nhiều nghệ sĩ khác. Điều tạp chí Cosmopolitan của Dịch Dương Thiên Tỷ với Châu Đông Vũ không đồng tháng, có nhiều bản thảo được mua gần đây là đả kích tâm trạng khen cậu ấy mà thôi. Cả hai đều có Cosmo nhưng không cùng tháng, lúc trước thì nhiều bảo thảo được mua nói hai người yêu đương kéo đến ùn ùn nên ekip của hai bên đều tránh cùng đài cùng chung ảnh trực tiếp ở sự kiện.